VVTech là một trong những công ty thuộc tập đoàn công nghệ Delta có trụ sở chính tại Đài Loan, Taiwan, chuyên về sản xuất máy chiếu và các phụ kiện máy chiếu. Đến thời điểm hiện tại, VVTech đã có mặt ở hầu hết các quốc gia phát triển trên thế giới và cung cấp hàng ngàn máy chiếu với rất nhiều chủng loại khác nhau. Các máy chiếu của VVTech được phát triển trên công nghệ DLP của Mỹ, bản quyền công nghệ thuộc Viện Texas Instruments và rất đa dạng về model. Xét về công nghệ máy chiếu dựa trên kiểu bóng đèn, chúng ta chia VVTech ra làm 3 loại máy chiếu là máy chiếu VVTech dùng bóng đèn halogen thủy ngân, UHP, máy chiếu VVTech dùng bóng đèn LED RGB, máy chiếu VVTech dùng bóng đèn laser. Tuy khác nhau về kiểu bóng đèn, nhưng đặc điểm chung của các máy chiếu VVTech vẫn xử lý hình ảnh bằng chip DMD, khác với 3 LCD của máy chiếu công nghệ 3 LCD như Sony, Epson hoặc Panasonic. Những điểm mạnh của máy chiếu VIVTEK chắc bạn chưa biết. 1. Máy DLP bền, ít lỗi và nếu để lâu không dùng hoặc ít dùng thì xác suất lỗi thấp hơn máy 3 LCD. 2. Hình ảnh có chiều sâu tốt hơn và chiếu văn bản sắc nét hơn. 3. Đa dạng về model và phân khúc, giúp người dùng dễ lựa chọn. 4. Linh kiện phổ biến, bóng đèn và DMD dễ dàng thay thế. 5. Giá thường rẻ hơn các thương hiệu khác cùng phân khúc và phù hợp với đa số nhu cầu sử dụng ở Việt Nam như lớp học, văn phòng công ty, quán cà phê. 6. Chế độ bảo hành nhanh trong vòng 24-48, có máy cho mượn miễn phí. Trên đây là những ưu điểm được ghi nhận từ khách hàng qua hơn 15 năm từ ngày VVTech thâm nhập thị trường máy chiếu Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có những yếu điểm, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận với nhau. 1. Về màu sắc thì không thể tự nhiên và tươi tắn như công nghệ 3LCD được, đây cũng là điểm chung của máy DLP, không chỉ riêng VVTech. 2. Các máy có độ phân giải XGA và SVGA thường có lens zoom khá nhỏ, nếu đặt gần màn chiếu thì không thể phóng ra khung hình lớn được. Ví dụ màn chiếu 100 inch thì thường phải đặt máy xa từ 3,5 đến 4 mét, trong khi máy chiếu 3LCD thì chỉ cần 2,5 đến 3 mét. 3. Máy thường không có tính năng chỉnh xéo hình, nên thường phải lắp thẳng chính diện và vuông góc với màn chiếu. Trên đây là những phân tích, nhận định khách quan. Nếu bạn phát hiện ra những ưu điểm, nhược điểm hoặc những điều thú vị gì về máy chiếu VVTech, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Nếu bạn cần tham khảo chi tiết thông số kỹ thuật và giá bán, hãy truy cập website vnvc.com.vn hoặc để lại yêu cầu báo giá dưới phần bình luận, đội ngũ sale của VNVC sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn ngay!